Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến nhà mình làm món kem xoài. Món kem này thì ăn rất ngon và dễ làm, công thức cũng rất đơn giản. Và nếu nhà mình thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm kem xoài. Mình có 2 trái xoài, 2 bịch sữa tươi không đường, bột kem tươi, sữa đặc có đường và trái tắc. Hôm nay trước khi làm kem thì mình sẽ giới thiệu đến cả nhà như vậy. Cái khuôn của mình á, cái cây que kem của mình như vậy nè, thì rút kem nó không có được, rút kem là nó chỉ ra cây thôi, nó không có ra kem. Thì bây giờ mình đã nghĩ là một cách là đục cái khuôn như vậy nè. Đó, mình đục cái khuôn như vậy thì mình mới lấy kem mà được, tại vì khi kem mà nó chui trong này nè thì mình kéo ra mới được. Thì bây giờ mình đục được 4 cái rồi, bây giờ mình đục thêm 4 cái nữa. Và mình lấy cái mỏ hàn đây nè, đó cái mỏ hàn này. Đó. Xong mình dí nó vào đây. À, mọi người thấy không? Chỉ cần làm 3 lỗ thôi, không cần nhiều. Đó, mình nghĩ một ra một cách này, chỉ có một cách này thì là kem lấy được thôi. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Bây giờ mình lấy con dao đó, mình cắt như vậy nè, đó, cho nó bằng. Và mình đem ngâm nước muối á, mình rửa. Đó, mình có kem nè, cả nhà nè, chắc chắn là mình sẽ lấy kem được, vì mình thấy nhiều bạn không lấy kem ra được, cho nên là mình nghĩ ra một cách này. Mình chuẩn bị khoảng hơn nửa lít nước, mình cho vào trong này một muỗng canh muối nè, mình khuấy cho nó tan ra. Và bây giờ mình bỏ cái que kem vô, mình ngâm khoảng 5 phút, mình đem rửa sạch, mình đem phơi khô, lát nữa mình làm kem. Và nếu ai không có cái mỏ hàn như mình á, thì ta có thể lấy con dao á, ta cắt một khúc như vậy nè, cắt một đoạn như vậy để cho cái co kem nó có cái thế, nó nhét vào trong cái lỗ á, rồi mình kéo ra cũng rất là dễ. Mình chỉ cần cắt chéo như vậy thôi. Bây giờ mình đi cân xoài nè, mình có 2 trái xoài là 902 gram. Bây giờ thì mình gọt xoài nè, ta có thể dùng vô 2 lưỡi để gọt cũng được, nhưng mà cái xoài này cái vỏ nó hơi héo cho nên gọt vô 2 lưỡi nó khó gọt. Mình gọt bằng cái dao nhỏ này, gọt vô 2 lưỡi là phải cái gì cứng cứng mới gọt nó mới dễ. Và xoài này là xoài cắt hòa lộc nè, xoài cắt hòa lộc nó ngon lắm, cái thịt nó dẻo mà nó ngọt, thật là ngọt. Xoài này thì mình mua 35.000 một ký. Mình gọt xoài xong bây giờ mình đi cắt xoài nè, mình cắt để mình xay. Ôi, xoài ngon lắm cả nhà ơi, nó rất là ngon luôn, nó ngọt liệm luôn á, mà cái hạt nó rất là nhỏ. Bây giờ mình đi cân bột làm kem nè. Mình cân 150 gram bột làm kem. Và bột làm kem này thì ở dụng cụ làm bánh có bán, ta có thể mua trên mạng á, nói là bột làm kem tươi là họ bán cho mình. 150 gram bột làm kem. Và bột làm kem này thì trong này nó có đường sẵn rồi. Mình cân sữa đặc nè, mình cân 75 gram sữa đặc. Mình cân sữa tươi. Mình xài một bịch sữa tươi không đường và 150 gram sữa tươi không đường nữa, là 370 gram sữa tươi không đường. Bây giờ mình vắt vô là 5 trái tắc. Mình lấy 5 trái tắc mình bỏ hạt này. Từ vì kem xoài á, mình cho tắc vô cho nó chua chua ngọt ngọt nó ngon. Nếu ta không có trái tắc thì ta có thể là cho cái sữa chua đó. Chứ còn nếu mà xoài không thì nó ngọt quá, ăn không có ngon. Bây giờ mình bỏ xoài vào trong cối mình xay nè. Nếu ta không có cối to thì mình xay cối sinh tố nhỏ đó. Và cái này mình xay xong mình phải rây lại để cho nó sạch cái sơ đi. Nếu nó có sơ nhiều lắm, mà có sơ thì nó không có mịn. Xay xoài thì mình cho sữa đặc và sữa tươi vô mình xay cùng. Và mình chỉ xay một bịch sữa thôi. Còn cái 150 gram kia thì lát nữa mình đánh với kem tươi á. Và mình cho vô từ từ thôi. Nếu mà xay không được thì ta có thể xay 2 lần, 3 lần. Chứ nếu ta xay 1 lần thì nó đầy quá. Mình cho 5 chai nước tắc vô mình xay cùng luôn.
Nước tắc nó giúp cho cái kem xoài mình chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Nếu ta không có nước tắc thì ta có thể xay sữa chua đó. Mình xay xong bây giờ mình rây qua một cái rây này để cho mình bỏ loại bỏ cái lợn cợn đi đó, để cho xoài mình nó mịn. Đây là cái sơ xoài này, nó rất là nhiều. Đó mình rây như vậy để cho xoài mình nó mịn nó ngon này. Mình cho cái bột làm kem đây nè. Và bột làm kem này mình vào trong dụng cụ làm bánh á, làm bánh lớn hay ta có thể mua trên mạng. Mình cho vào 1 gram muối để cho kem mình đậm đà. Và đây là sữa tươi không đường này, 150ml này, hay cũng là 150g á. Bây giờ thì mình khuấy cho nó đều đều đó rồi mình mới đánh, chứ nếu mà mình đánh liền nó thì nó sẽ văng tùm lum á. Đó, mình khuấy cho hòa quyện nước, hòa quyện với sữa rồi mình mới đánh. Sữa với bột hòa quyện nhau thì ta bắt đầu đánh này. Mình đánh khoảng 2 phút thôi thì kem mình nó dẻo rồi nè. Và cái này gọi là kem sữa tươi. Kem sữa tươi, bột kem sữa tươi á, mình có thể mua trên mạng. Bây giờ mình cho chung với kem xoài nè. Đó, mình vừa đổ vừa khuấy nè, cho nó đều. Kem xoài của mình lúc này nó rất là dẻo nè. Bây giờ mình múc mình ăn thử nè. Vừa ăn rồi. Nếu ai ăn nhạt thì ta có thể bớt sữa đặc đi. Còn ai ăn ngọt thì có thể thêm sữa đặc. Và tùy theo xoài nữa, có xoài nó ngọt, có xoài nó nhạt. Và mình nhớ là mình phải cho cái trái tắc vô thì ăn mới ngon. Chứ mình không cho trái tắc vô thì ăn rất là ngọt, nó không có ngon. Bây giờ mình đổ kem vô cái khuôn nè. Và mình đổ trong cái ca, mình bỏ vô cho nó dễ. Bây giờ mình cắm que. Và mình hôm nay mình bảo đảm là kem sẽ không có dễ lấy ra lắm. Từ vì những cái kem á, nó chui trong cái lỗ này nè. Khi mình lấy kem ra rất là dễ lấy. Đó, mình cắm que vô nè. Bây giờ mình đóng bịch và mình đổ ly nhỏ nè. Mình có 2 khuôn kem thôi, cho nên là không có đủ làm á. Kem sánh đặc, rất là sánh đặc. Đó, mình cột lại như vậy nè. Xong mình quay thật là nhiều vòng lên. Cái vòng cuối cùng á thì mình gập nó xuống như vậy nè là được nè. Đó, vòng cuối cùng mình gập nó xuống. Bây giờ thì mình đem hết cái phần kem này mình bỏ trong ngăn đông tủ lạnh. Bây giờ mình lấy kem mình bỏ trong cái ca nước này, mình bỏ một cái một thôi. Bây giờ mình lấy kem ra nè. Đó mọi người ơi, đẹp không? Rất là đẹp tuyệt vời. Cả nhà ơi, nhìn kem xoài của mình rất là ngon nè. Kem que thì mình phải để 12 tiếng mình mới lấy ra được. Còn kem ly thì 6 tiếng hay 8 tiếng là tan được. Để mình ăn thử một que kem nè. Ngon lắm mọi người ơi, rất là ngon. Rất là vừa miệng, không có ngọt quá mà không có nhạt quá. Cái kem bịch cho mọi người xem nè. Nó dẻo lắm luôn á. Cả nhà ơi, nó dẻo lắm. Nó dẻo ghê lắm nè. Không có dăm đá một tí nào hết. Mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ngon lắm mọi người ơi. Vừa ăn, không có ngọt quá mà không có nhạt quá. Đây là kem xoài mình đã làm xong nè. Kem ly thì ta có thể 6 tiếng hay 8 tiếng. Còn kem que thì phải 12 tiếng. Mình mới rút que ra được.
Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.